giá gia cầm hôm nay ngày 12 tháng 7, tương lái tăng mua gà trắng, vịt thịt mỗi vùng một giá. Cập nhật giá gia cầm hôm nay ngày 12 tháng 7 chúng tôi thấy giá gà công nghiệp hôm nay vẫn ở mức cao, giá vịt thịt giao dịch ở các vùng mỗi nơi một giá khác nhau. Giá vịt thịt hôm nay, vịt thịt miền Bắc được giá cao nhất. Khi nhận giá gia cầm hôm nay tại các vùng ở miền Bắc, chúng tôi thấy giá vịt thịt hôm nay bán ra tại các trại ở các vùng Hà Nội, Bắc Giang, Phú Thọ giao động từ 43.000 đồng đến 48.000 đồng mỗi kg, tùy loại. Giá vịt bơ loại trên 3,2 kg mỗi con bán buôn ở Hà Nội Hòa Bình, Hưng Yên phổ biến ở mức từ 45.000 đồng đến 46.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bầu lai bán ra tại trại ở Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình từ 43.000 đồng đến 45.000 đồng mỗi kg, tùy vùng. Trong khi đó giá vịt thịt ở các vùng miền Trung bán cao nhất vẫn chưa được 40.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bơ bán ở các trại tại Hà Tĩnh, Quảng Nam cao nhất đạt 36.000 đồng mỗi kg. Giá vịt hôm nay giao dịch ở các vùng Bến Tre, Cần Thơ, Long An phổ biến ở mức trên dưới 35.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt bán ở các vùng Lâm Đồng có nơi được 37.000 đồng mỗi kg. Giá gà công nghiệp hôm nay, thương lái miền Bắc tăng mua gà to. Giá gà công nghiệp loại trên 3,2 kg mỗi con bán buôn ở trại tại các tỉnh miền Bắc phổ biến từ 33.000 đồng đến 34.500 đồng mỗi kg. Theo nhiều chủ trang trại, thời điểm này các thương lái đang tích cực thu mua các loại gà trắng loại to trên 3 kg mỗi con, nguồn hàng gà trắng đang khá khan nên các trại có gà trắng loại đẹp sẽ được thương lái săn đón, thu mua với giá cao. Ông Phạm Mừng ở Hòa Bình nói: Giá gà lông trắng loại dưới 3 kg mỗi con có nơi chỉ bán được 30.000 đồng mỗi kg loại 2,8 kg đến 2,9 kg mỗi con. Giá gà công nghiệp móc hàm hàng, hàng đùi, cánh, lườn đang được các lò đổ xỉ cho thương lái trên dưới 50.000 đồng mỗi kg. Chân gà bán cao nhất từ 55.000 đồng đến 60.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta nuôi thả vườn trên 6 tháng bán cho khách tại trại từ 100.000 đồng đến 120.000 đồng mỗi kg, tùy loại. Giá gà di lai nuôi nhất bán buôn tại trại ở các tỉnh miền Bắc phổ biến ở mức từ 55.000 đồng đến 58.000 đồng mỗi kg. Sau Tết, giá bán gia cầm trong nước đang có sự hồi phục nhẹ vì hàng nhập khẩu về giảm hơn trước bởi khó khăn về container rỗng cũng như nhu cầu nhiều nước về thịt gà tăng lên. Thế nhưng với việc tăng giá thức ăn chăn nuôi quá nhanh như thời gian qua thì giá thành đã vượt xa mức tăng giá. Do đó, người chăn nuôi gia cầm tiếp tục kéo dài chuỗi thua lỗ của cả năm 2020 sang năm 2021 và cũng chưa biết khi nào mới hết. Giá cam sẽ còn tăng nữa do nguyên liệu đầu và tăng cao sẽ đe dọa phá sản ngành chăn nuôi gia cầm của Việt Nam trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ cảnh báo. Ông Phạm Đức Bình Phó Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi cho biết giá nguyên liệu thế giới tăng mạnh thời gian qua do các yếu tố về mất mùa và nhất là Trung Quốc đột ngột mua nguyên liệu với số lượng kỷ lục dẫn đến giá tăng trên quy mô toàn cầu. Bên cạnh đó là tình trạng thiếu công tê nơ rỗng để vận chuyển hàng hóa cũng làm giá nguyên liệu về đến Việt Nam tăng lên. So với mức tăng của nguyên liệu thì giá bán lẻ tăng thấp hơn nhiều do các doanh nghiệp thường mua hàng chữ rồi đưa vào sản xuất dần, ông Bình cho biết. Cũng theo ông Bình, với các tác động nói trên, Ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi và ngành chăn nuôi của Việt Nam trong thời gian tới sẽ có những biến động lớn. Với sản xuất thức ăn chăn nuôi, những công ty có nhiều vốn, dự đoán tốt thị trường để mua hàng khi giá còn thấp bây giờ có nhiều lợi thế cạnh tranh hơn. Do có độ trễ về thời gian nhập hàng và thời gian sản xuất nên đến tháng 4 năm 2021 các nhà máy tại Việt Nam mới đưa hàng nhập khẩu với giá cao nhất vào sản xuất thì giá bán lẻ sẽ tiếp tục tăng nữa. Nhưng như vậy thì không thể cạnh tranh nổi với các công ty lớn vẫn còn hàng giá thấp hơn trong kho thị trường thức ăn chăn nuôi sẽ có nhiều doanh nghiệp bị thua lỗ thậm chí phá sản vì không phải cứ muốn tăng giá bán cho nông dân là được ông bình cảnh báo đối với ngành chăn nuôi việc phụ thuộc phần lớn vào nguyên liệu thức ăn nhập khẩu là một rủi ro khi giá thế giới biến động cùng với việc chăn nuôi nhỏ lẻ và không có liên kết sẽ đẩy giá thành lên cao và không chia sẻ được rủi ro nên sẽ dẫn đến thua lỗ đây là khó khăn cho ngành nhưng cũng là cơ hội để những doanh nghiệp sản xuất theo chuỗi từ thức ăn chăn nuôi trường trại đến chế biến kinh doanh thịt phát triển bởi vì những chuỗi này có thể san sẻ được rủi ro trong các khâu nên vẫn đảm bảo có lời hoặc không lỗ và đây cũng là xu hướng kinh doanh mà các nước tiên tiến đã làm ông bình nói